Sau khi làm việc với ngành thể thao thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã có quyết định bổ nhiệm trợ lý Phan Công Thiền làm huấn luyện viên phó cho mùa giải 2018. Trong bối cảnh đội bóng này vẫn chưa công bố cái tên sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng thay cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Nhưng khả năng lớn, huấn luyện viên Đào Quang Hùng, người từng không ít lần được đề cử, sẽ đảm nhiệm trọng trách tại đội chủ sân Hòa Xuân. Dự kiến, SHB Đà Nẵng sẽ hội quân vào ngày mai, 26 tháng 12 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hiện tại về lực lượng, đội vẫn đang tìm kiếm những ngoại binh phù hợp, thay thế những gương mặt cũ đã hết hợp đồng. Sau khi hội quân vào ngày 24 tháng 12, sáng nay câu lạc bộ Hải Phòng đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây có lẽ là một trong những câu lạc bộ tập luyện sớm nhất nhằm chuẩn bị cho mùa bóng 2018. Ở mùa giải năm nay, ngoài các cầu thủ vừa hết hợp đồng như Minh Châu, Khánh Lâm, Văn Nhiên, Hồng Phong, chưa kể thủ môn Văn Lâm cũng khó tái ngộ cùng đội bóng Đắc Cảng sau vụ va chạm với trợ lý Sĩ Mạnh. Đội Hải Phòng gần như giữ nguyên bộ khung từng tham chiến ở V-League 2017. Mới đây, Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF khóa 3 giai đoạn 2017-2020, ông Trần Anh Tú đã làm việc cùng đơn vị Toyota, đơn vị tài trợ của V-League về vấn đề gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất được phương án cuối cùng. Qua đó, Toyota đã từ chối gia hạn hợp đồng tài trợ và quyết định chia tay với V-League sau 3 năm đồng hành cùng giải bóng đá chuyên nghiệp này. Sự việc bất ngờ này gây ra khó khăn nhất định tới VPF khi phải tìm đối tác mới trong lúc mùa giải mới cũng đã cận kề. Ước tính trong 3 năm tài trợ cho VPF, Toyota đã chi ra khoảng 100 tỷ.